Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất tối ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc Bộ Y tế cho biết có 3.595 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 47 tỉnh thành. Trong ngày có 3.000 bệnh nhân khỏi, 64 ca tử vong. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới tính từ 17 giờ ngày 25 tháng 10 đến 17 giờ ngày 26 tháng 10. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 3.592 ca ghi nhận trong nước, giảm 28 ca so với ngày trước đó tại 49 tỉnh. Thành phố có 1.431 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: thành phố Hồ Chí Minh 783, Bình Dương 528, Đồng Nai 481, An Giang 290, Đắk Lắk 162, Tiền Giang 121, Tây Ninh 120, Kiên Giang 118, Trà Vinh 108, Bạc Liêu 106, Long An 66, Nghệ An 59, Cần Thơ 57, Thanh Hóa 50, Gia Lai 46, Khánh Hòa 45, Bình Thuận 40, Bà Rịa Vũng Tàu 33, Phú Thọ 33, Cà Mau 32, Quảng Nam 28, Hà Giang 28, Hậu Giang 27, Nam Định 26, Bình Định 23, Bình Phước 23, Bến Tre 19, Vĩnh Long 18, Hà Nội 18, Đồng Tháp 17, Thừa Thiên Huế 12, Ninh Thuận 11, Hà Nam 11, Hưng Yên 8, Quảng Ngãi 8, Đắk Nông 7, Lâm Đồng 6, Sơn La 4, Quảng Bình 3, Đà Nẵng 2, Phú Yên 2, Vĩnh Phúc 2, Kon Tum 2, Bắc Giang 2, Lai Châu 2, Tuyên Quang 2, Bắc Ninh 1, Lạng Sơn 1, Hải Dương 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: thành phố Hồ Chí Minh giảm 186, Sóc Trăng giảm 87, Bạc Liêu giảm 50. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk tăng 129, An Giang tăng 58, Trà Vinh tăng 48. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.690 ca trên một ngày. Trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 27, Bình Dương 14, Đồng Nai 4, Tiền Giang 3, Long An 3, Bạc Liêu 3, Tây Ninh 3, An Giang 3, Ninh Thuận 1, Cần Thơ 1, Cà Mau 1, Nghệ An 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua 65 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 21.714.085 mẫu cho 59.313.892 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong ngày 25 tháng 10 có 920.398 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 74.950.393 liều, trong đó tiêm một mũi là 53.125.886 liều. Tiêm mũi 2 là 21.824.507 liều. Bộ Y tế ban hành công văn số 9086 ngày 26 tháng 10 năm 2021 gửi Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan về việc thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương triển khai truyền thông rộng rãi lịch tiêm, địa điểm tiêm cho người dân được biết, tăng cường tiêm mũi 1 và tăng tốc tiến độ tiêm mũi 2, đảm bảo độ bao phủ vaccine cho người dân cư trú trên địa bàn thành phố, chuẩn bị công tác tiêm chủng an toàn cho người từ 12 đến 17 tuổi. Tỉnh Bạc Liêu tiến hành thiết lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4, thời gian đưa vào vận hành dự kiến là trước 12 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2021. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.